Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Báo Thái Lan vui ra mặt khi thầy Park hụt ghế huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc. Đình Bắc được xóa án kỷ luật, tin vui cho đội tuyển Việt Nam trước ngày hội quân. Huấn luyện viên Chu Xie và những nghịch lý cần phải thay đổi. Tuyển Việt Nam cần sự lên tiếng kịp lúc của Công Phượng. Báo Thái Lan vui ra mặt khi thầy Park hụt ghế huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc. Sau nhiều ngày chờ đợi, ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc cũng đã tìm được chủ nhân là ông Hwang Soon-hong. Điều này tương đối bất ngờ bởi trước đó các nguồn tin từ xứ Kim Chi cho rằng ông Park Hang-seo mới là ứng viên tiềm năng nhất. Nhưng với truyền thông Thái Lan, sự bất ngờ này lại mang đến niềm vui cho họ. Bởi tháng 3 tới đây, Voi Chiến sẽ có 2 trận đấu với tuyển Hàn Quốc tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, trong khi ông Park lại rất am hiểu bóng đá Thái Lan. Nói về điều này, tờ Thairat đã có bài viết với tiêu đề Voi Chiến mỉm cười. Một tờ báo khác của In Dung Dung lại nhận định, trong quá khứ thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan khi còn làm nhiệm vụ ở tuyển Việt Nam. Vì vậy, nếu như ông Park dẫn dắt một đội bóng đẳng cấp như Hàn Quốc để đối đầu với Thái Lan thì lại càng nguy hiểm hơn. Liên quan đến việc Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA bổ nhiệm ông Hwang Soon-hong làm huấn luyện viên tạm quyền, báo chí Hàn Quốc đã tỏ ra khá tức giận. Thậm chí tờ Sport Chosun còn tiết lộ, Chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển Hàn Quốc Chung Hae-jung đã lạm quyền. Một quan chức của KFA cho hay, ông Chung Hae-jung bất ngờ thông báo ở đầu cuộc họp ngày 27 tháng 2 rằng huấn luyện viên trưởng Hwang Soon-hong là người được lựa chọn. Không khí cũng đột ngột thay đổi từ đây. Trong buổi họp báo, ông Chung Hae-jung cũng là người trực tiếp tuyên bố bổ nhiệm huấn luyện viên Hwang Soon-hong. Trong quy định tuyển chọn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, Ủy ban tăng cường sức mạnh không có quyền bổ nhiệm huấn luyện viên mới. Quy định cuối cùng đáng lẽ phải thuộc với KFA, trong đó có chủ tịch Chung Mong-ju. Ngoài việc đi ngược lại với những quy định, ông Chung Hae-jung còn phớt lờ các thủ tục KFA, tờ Sport Chosun có viết. Đình Bắc được xóa án kỷ luật, tin vui cho đội tuyển Việt Nam trước ngày hội quân. Chiều ngày 28 tháng 2, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được xóa án kỷ luật, trở lại tập luyện cùng với đội 1 Quảng Nam FC. Đây là tin vui với đội tuyển Việt Nam trước ngày hội quân. Chiều 28 tháng 2, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xuất hiện trong buổi tập của Quảng Nam FC. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã quyết định xóa án kỷ luật cho tiền đạo 19 tuổi. Chân sút sinh năm 2004 trước đó phải tập cùng với đội trẻ, không được thi đấu 3 vòng tại V-League. Theo huấn luyện viên trưởng Văn Sĩ Sơn, Đình Bắc tỏ ra rất ăn năn vì vi phạm quy định của đội bóng, đồng thời mong muốn được trở lại để chuộc lỗi. Để trao cơ hội cho học trò được sửa chữa lỗi lầm, trước mắt thì ban huấn luyện cho Đình Bắc tập luyện trở lại cùng đội 1 Quảng Năng FC. Việc cầu thủ này có thi đấu tại V-League những vòng tới hay không còn phải xem xét. Như vậy, Đình Bắc mất 3 trận không được thi đấu tại V-League 2023-2024 trong trường hợp án kỷ luật kéo dài tới hết trận lượt đi của V-League. Cầu thủ 19 tuổi khó mà giữ được phong độ trước đợt tập trung đội tuyển Việt Nam ngày 12 tháng 3 tới đây. Một khi được huấn luyện viên Chu Xie triệu tập, đây cũng là một trong những lý do khiến cho huấn luyện viên trưởng Sĩ Sơn đưa ra quyết định xóa án kỷ luật với cầu thủ sinh năm 2004. Nếu như tập luyện tốt, Đình Bắc có thể trở lại từ vòng 12 của V-League tới. Đây là cơ hội để tiền đạo 19 tuổi lập công chuộc tội, lấy lại được phong độ và sẵn sàng trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 3 để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia. Việc Đình Bắc trở lại không chỉ là tin vui với cầu thủ này mà còn với ông Chu Xie. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam còn có nhiều phương án tấn công ở 2 trận đấu quan trọng sắp tới. Như đã thông tin, Đình Bắc bị kỷ luật nội bộ do hội quân muộn 1 ngày sau kỳ nghỉ Tết vì lý do ngủ quên. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tuyển thủ Việt Nam tới sân tập muộn, buộc cho ông Văn Sĩ Sơn phải có hình phạt nặng tay nhằm răn đe và làm gương cho các cầu thủ khác trong đội. Dưới thời huấn luyện viên Chu Xie, Đình Bắc là một trong những tiền đạo được trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở đội tuyển Việt Nam. Chân sút 19 tuổi có bàn thắng quan trọng vào lưới của tuyển Nhật Bản trong trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Chu Xie và những nghịch lý cần phải thay đổi. Huấn luyện viên Chu Xie đang phải đối mặt với khá nhiều thách thức sau một năm dẫn dắt tuyển Việt Nam. Thuyền trưởng người Pháp cần điều chỉnh và thay đổi thì mới có thể tháo gỡ được tất cả. Những nghịch lý. Gần một năm trước thì huấn luyện viên Chu Xie chính thức tiếp quản chiếc ghế thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam mà ông Park Hang-seo để lại với rất nhiều hy vọng xuất phát từ danh tiếng và chính những phát biểu trong ngày nhậm chức. Ông Chu Xie ngoài mục tiêu giúp cho tuyển Việt Nam giành vé tham dự World Cup đã còn khẳng định cánh cửa để bước lên khoang tàu cùng mình ra biển lớn không dựa trên sự thân quen, danh tiếng mà quan trọng nhất là một năng lực chuyên môn cũng như phong độ.
Tuyên bố này của nhà cầm quân đến từ Pháp khiến cho người hâm mộ khấp khởi. Một thời gian khá dài tuyển Việt Nam không có nhiều điều mới mẻ, thậm chí là đầy định kiến từ những quyết định về nhân sự của ông Park Hang-seo. Nhưng nói và làm là hai chuyện khác nhau để tất cả các lần tập trung tuyển Việt Nam. Giữa thời của ông Chu Xê cũng gây ra hàng loạt tranh cãi, đỉnh điểm tại Asian Cup khi đã bỏ qua nhiều cựu binh dẫn tới đội nhà thất bại. Cần tự ông Chu Xê tháo gỡ. Không phủ nhận rằng một năm trước được dẫn dắt bởi ông Chu Xê, nhiều cầu thủ trẻ mới đôi mươi có cơ hội được bước ra ánh sáng trong màu áo tuyển Việt Nam như là Thái Sơn, Minh Trọng và Đình Bắc. Tuy nhiên, việc các cầu thủ trẻ vụt sáng thành sao không hoàn toàn do công của ông Chu Xê, mà còn phải kể đến từ các đồng nghiệp đang làm việc tại V-League và giải hạng nhất. Nếu như chẳng phải ông Văn Sĩ Sơn, Popov hay nhiều huấn luyện viên khác không dùng Đình Bắc hay Thái Sơn ở V-League, thì thật khó để thuyền trưởng người Pháp dám gọi lên tuyển Việt Nam, bất chấp từng là học trò nhiều năm về trước. Nhắc lại điều này không phải là tranh công hay là điều gì sâu xa, chỉ đơn giản là V-League hoặc các cầu thủ được ra sân thường xuyên, tức là đảm bảo chuyên môn và phong độ tại câu lạc bộ mới là điều quan trọng nhất, cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại ở tuyển Việt Nam. Thực tế thì cũng chứng minh là những cầu thủ chơi tốt nhất ở tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 đều đang là trụ cột câu lạc bộ ở V-League chứ không phải là kép phụ hoặc đơn thuần hợp với triết lý chơi bóng của ông Chu Xê. Vì điều đơn giản là như vậy nên có lẽ là lúc này thuyền trưởng người Pháp cần phải dốc trí lực tìm quân ở V-League nhằm có thể bổ sung cho tuyển Việt Nam bằng các cầu thủ đảm bảo được phong độ cao hơn là lặn lội sang Nhật Bản xem giò công phượng, vẫn chưa tìm được ở vị trí tại câu lạc bộ. Rất cần chọn đúng khi mà trận đấu gặp Indonesia vào tháng 3 tới thực sự quan trọng nếu như tuyển Việt Nam muốn giành vé vào vòng đấu loại kế tiếp hay tấm vé World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam cần sự lên tiếng kịp lúc của Công Phượng. Công Phượng đứng trước cơ hội trở lại tuyển Việt Nam khi ông Chu Xê tỏ rõ sự quan tâm, nhưng để điều đó xảy ra, chân sút đang chơi bóng ở Nhật Bản cần phải khác. Ông Chu Xê bí. Sau thời gian rất dài không được huấn luyện viên này ngó ngàng, Công Phượng được đích thân thuyền trưởng tuyển Việt Nam tới tận Nhật Bản để thăm, kiểm tra phong độ ngay khi mùa giải J-League khởi tranh. Việc ông Chu Xê dành sự quan tâm cho sân sút Việt Nam duy nhất hiện đang khoác áo một câu lạc bộ ở nước ngoài chắc chắn là một sự bất ngờ đối với fan hâm mộ cũng như chính Công Phượng. Bất ngờ nhưng cũng không quá khó hiểu bởi ở thời điểm hiện tại, chính là do người Pháp đang đối mặt với quá nhiều vấn đề đối với tuyển Việt Nam. Đã bị hiệu quả của hàng công nên Công Phượng được chú ý cũng khá bình thường. Bên cạnh đó, ở lần tập trung cuối cùng khi mà tuyển Việt Nam hội quân hồi năm 2023, Công Phượng cũng từng lập công cho đội nhà trong chiến thắng Palestine, nên việc ông Chu Xê dành sự quan tâm cũng là điều thật sự rất hiển nhiên. Thế nhưng, Công Phượng vẫn cần phải cố. Công Phượng đứng trước cơ hội lớn trước khi trở lại tuyển Việt Nam trong lần hội quân chuẩn bị cho trận đấu gặp Indo tại vòng loại thứ 2 World Cup vào tháng 3 tới, là điều mà nhiều người đang nghĩ đến. Việc thuyền trưởng tuyển Việt Nam tỏ rõ sự quan tâm đối với chân sút đã khoác áo Yokohama FC tại J-League cho thấy điều này. Nhưng từ trong, quan tâm đến hiện thực cũng như Công Phượng có thể chiếm suất đá chính hoặc chí ít nằm trong danh sách tuyển Việt Nam đối đầu Indo hay không lại là câu chuyện rất khác. Có thể thấy, với tài năng hay công hiến trước đây, Công Phượng xứng đáng quay trở lại tuyển Việt Nam. Nhưng hiện tại thì rất nhiều điều đang khiến chân sút này khó thuyết phục ông Chu Xê. Điều đầu tiên là dấu hỏi về phong độ của Công Phượng sau thời gian rất dài không thi đấu. Bàn thắng vào lưới của Palestine hồi tháng 9 năm 2023 chắc chắn chưa đủ để nói rằng chân sút này vẫn duy trì được phong độ cao nhất. Bằng chứng minh là sự vắng mặt của cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai trong các lần hội quân sau đó của tuyển Việt Nam giữa thời ông Chu Xê. Và điều thứ hai cũng liên quan đến câu chuyện không ra sân với cảm giác bóng hay thể lực ra sao, cũng buộc huấn luyện viên người Pháp phải lưu tâm. Chỉ cần lúng sai để dễ nhấn tới những chấn thương như chính Chu Xê từng khẳng định khi gạch tên Hoàng Đức. Tiêu chung lại, sau chuyến thăm của ông Chu Xê có lẽ Công Phượng cần phải tìm cơ hội để ra sân, chứng tỏ bản thân trước khi được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới đây. Cần phải như thế để trở lại tuyển Việt Nam một cách nhường đường chính chính, thay vì phải tranh cãi suất được ưu ái hoặc do ông Chu Xê quá bê tắc với hàng công, buộc phải dùng những phương án chữa cháy